Bán cây mai vàng ở nhà nha các bạn. Cây này chắc mình giao một là giao xe cẩu hoặc là xe tải chứ cũng to. Mình đứng vô đứng gần cho các bạn coi. Cây này hoành được 60 nha. Cây này nó cao chắc khoảng 3 mét mấy quá. Vô mình đứng cho các bạn coi. Cái bầu tàn giống như phơm dầu nha bạn. Cái bông nó cũng đẹp lắm. Buổi chiều nó tàn. Bông nó cũng mấy lớp cánh nè. Bông này nha bạn. Bông. Rồi cái đế cho bạn coi. 60 oanh. Một tay nguyên 60, khoảng 60 nha mày. Đấy nè. Rồi chối sáng đi chứ. Nó cũng còn cay lắm. Đó, nguyên cái bộ phơm dầu già chưa. Này nếu gửi bấm sơ sơ lại cái chở đi gửi cho mày. Sáu chục hoành. Mai vàng nha các bạn. Cái này hồi xưa mình phái mình mua chơi mình chơi bông giờ. Bán. Mai vàng, cây này cây nhà luôn em. Ai có nhu cầu là nhà mình xem. 60 quanh.